rõ hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần số 2, hai La Mã. Sự sa ngã của loài người khỏi sự công chính. Rồi, bây giờ chúng ta tắt cái mic nha, Mỹ Dương tắt giùm sự nha. Tắt cái mic. Chúng ta vào phần 2 La Mã, sự sa ngã của loài người khỏi sự công chính. À, trong cái phần này thì tôi sẽ đi nhanh hơn là bởi vì chúng ta đã học về sự thật trong tạo vật rồi. Vì chúng ta đã học những tân tạo vật rồi cho nên là chúng ta sẽ đi nhanh những cái phần mà không nó chỉ nhắc lại thôi. Ở đây chúng ta thấy ma quỷ nó tấn công cái chương trình trọn vẹn của Đức Chúa Trời từ trong đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6. Bởi vì khi mà con người được giao cho cái quyền làm chủ thì bây giờ chúng ta thấy rằng là con người phải có trách nhiệm trên cái điều mà mình làm chủ. Chúng ta không thể nào đổ lỗi được rằng là bây giờ mặc dầu tôi làm chủ nhưng mà Chúa phải có trách nhiệm trên tôi. Không phải. Giống như cha mẹ đã chia gia tài cho con thì con phải có trách nhiệm trên cái gia tài mà mình đã nhận. Thì con có đúng, con có sai, con có thành công hay thất bại, đó là cái việc của con. Và con phải chịu trách nhiệm trên sự thành công và thất bại đó. À, cho nên cũng giống như vậy, khi Đức Chúa Trời đã giao cái quyền cho con người, ma quỷ không thể nào tấn công vào Đức Chúa Trời được. Nhưng mà nó tấn công vào trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta thấy rằng bản thân của nó cũng không có đủ uy quyền để phá hủy công việc này. Nhưng nó lồng ghép vào cái sự gọi là nổi loạn. Đó chính là bản chất của nó. Để Adam và Eva phạm tội, và từ chỗ phạm tội thì nó mới có cái quyền ở trên con người mà phạm tội. Anh chị em lưu ý điều này nha. Cho nên nếu chúng ta đã tin nhận Chúa mà chúng ta lại mở cửa cho ma quỷ để nó bước vào, hay là có cơ hội để xen vào, thì nó mới có thể phá hủy hay là làm chậm lại, nó chi phối, làm lệch đi cái công việc của Đức Chúa Trời trên chúng ta, trên con người được cứu chuộc. Cho nên nó không có đủ khả năng để phá hủy Adam. Vì Adam có cái quyền làm chủ. Nhưng khi mà Adam phạm tội thì Adam ở dưới cái quyền của nó và nó có thể leo lái Adam. Chúng ta tin Chúa, chúng ta được chuộc khỏi tội lỗi, chúng ta có cái quy quyền cho tội lỗi. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi chúng ta vẫn bị cám dỗ, vẫn bị cái sự thử thách, nếu chúng ta chịu sự cám dỗ đó hay là phạm do cái tư dục của mình thì chúng ta đánh mất cái khả năng để tự kiểm soát. Và từ đó chúng ta thấy rằng con người phạm tội và từ tội này họ lại dẫn đến tội khác. Nhưng mà khác với Adam là chúng ta là có giá chủ. Cho nên chúng ta có thể mất sự kiểm soát tạm thời trong những cái hành vi của mình, trong cuộc sống của mình, để cho ma quỷ nó nhân dịp. Nhưng rồi chúng ta lại được trở lại trong cái quyền làm quyền tự chủ điều khiển chính đời sống của chúng ta ở trong qua Đấng Christ, như theo tinh thần của Roma đoạn 5 câu 17. Nhờ một mình Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta cai trị trong sự sống của mình. Chúng ta xem cái cách thức tấn công của ma quỷ trên Adam và Eva. Nó có 6 cái bước mà tấn công. Từ ở trong đoạn 3 từ câu số 4. Câu 4 cho đến câu số 5. Rồi xin mời mời Phước ạ. Phước đọc Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 4 và câu 5. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 4 câu 5. Rồi, cảm ơn Phước. Nó không có đủ khả năng để nó đạp đổ cái quy quyền của Adam.
Nhưng mà chúng ta thấy là nó gieo cái sự nói dối. Thứ nhất là nó gieo sự nghi ngờ, thứ hai là nó nói dối. Ở đây nói rằng là rắn đốt với người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu. Trong khi Chúa nói ở trong đoạn 2 câu 17 là gì? Vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Nhưng mà khi Eva nói chuyện với con rắn thì con rắn nói là hai ngươi chẳng có chết đâu. Tức là nó phủ nhận cái điều của Đức Chúa Trời. Nó làm giảm thiểu cái sự nguy hiểm, cái tính chất nguy hiểm của tội lỗi. Để con người không nhìn thấy được cái hậu quả của tội lỗi, mà con người chỉ thấy được là dường như Đức Chúa Trời giấu mình cái gì đó. Nó gieo cái sự nghi ngờ. Cho nên chúng ta thấy kể cả những giáo sư giả hay là những tiên tri giả hay là tà giáo thì luôn luôn nó gieo cái sự nghi ngờ trong sự cứu rỗi cho con của Đức Chúa Trời dành cho con người. Đó, chắc có Chúa, Chúa có chắc cứu anh không? Anh có được cứu rỗi trọn vẹn chưa? Vân vân, nó có những cái câu như vậy và khiến cho người ta nghi ngờ cái tình yêu của Chúa, nghi ngờ sự cứu chuộc của Chúa. Cho nên điều đầu tiên đó là nó gieo sự nghi ngờ, rồi bắt đầu nó đưa cái sự nói dối, nó gạt người ta, nó gạt người ta bằng sự nói dối, tấn công vào trong xác thịt của con người. Cái xác thịt đây có nghĩa là những cái ước muốn của tư dục. Cái điều thứ tư là khi con người chấp nhận thì con người bị phạm tội, và sau khi phạm tội thì con người bị buộc tội hay là bị định tội. Anh em thấy ở trong câu số 6, người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người mở ra biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy bát lá cây vả đóng khổ che thân. Chúng ta đã nói đến cái tiến trình phạm tội rồi. Bây giờ xem lại một chút ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 14-15. Gia Cơ đoạn 1 câu 14 và câu 15. Xin mời Hồng Ân. Dạ, chúng ta thấy cái tiến trình của sự phạm tội là gì? Cái người bị cám dỗ đó là do cái tư dục. Cái tư dục tức là những cái ước muốn không đúng đắn, nó xui dục chúng ta. Rồi cái lòng tư dục cưu mang, tức là lúc nó xui dục là nghĩ đến nó, suy gẫm đến nó, hình dung ra nó. Nhưng mà cái tư dục cưu mang có nghĩa là tiếp tục lưu giữ ở trong cái ký ức, ở trong cái suy nghĩ và theo đuổi cái suy nghĩ đó, thì sanh ra tội ác, tức là phạm tội. Và người đó thực hiện cái tội lỗi thì dẫn đến cái sự chết. Sự chết đây chúng ta thấy có hai nghĩa. Một là chết, tức là trong sự phân cách. Hai là chết có nghĩa là sự hủy diệt về phương diện nào đó ở trong đời sống, cả thực thể lẫn với cái phần tinh thần của chúng ta. Cho nên từ khi bắt đầu có người phạm tội thì bắt đầu nó bắt đầu buộc tội hay là định tội con người. Chúng ta trở lại sáng thế ký đoạn 3 thì anh em thấy cái sự định tội ở đây như sao? Câu số 7, đoạn mắt hai người mở ra biết rằng mình gõ lộ, tức là ở đây họ nhìn thấy họ có tội, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. À, họ lấy cái lá cây vả họ đóng khố che thân, tức là họ nhìn ra được tội lỗi và tìm cách để giải quyết nó. Cái giải quyết của họ đó là gì? Đó là bằng nỗ lực để che đậy, có thể bằng sự biện minh cho cái hành động tội lỗi của mình. Như ngày hôm qua chúng ta có nói, khi chúng ta vẫn còn biện hộ biện minh, có nghĩa là chúng ta chưa, Đấng Christ chưa thật hình thành trong chúng ta. Cho nên khi chúng ta thật sự không còn biện minh nữa, không có cần biện hộ cho hành động sai của mình nữa. Thường người ta biện hộ cho hành động sai để giảm thiểu cái gọi là giảm thiểu đi cái hậu quả của tội lỗi. Người ta mới biện hộ. Họ có thể biện hộ bằng cách do hoàn cảnh, có thể biện hộ bằng cách là tại người này người kia, hoặc là đổ lỗi cho người khác, thậm chí họ dừng chuyện nói dối và đổ lỗi cho người khác,
để mình chạy tội. Đa phần những cái tên tội phạm nó giết người gì là bắt đầu nó lập hiện trường giả. Mục đích là gì? Là để đổ lỗi cho người khác, để khiến cho cái người ta, nó đánh lạc hướng người ta trong cơ quan điều tra, để hầu cho nó chạy tội, để nó không còn bị cái sự hình phạt. Nhưng mà dẫu vậy, hình phạt bên ngoài nó có thể thoát được, nhưng mà hình phạt trong lương tâm thì nó không thể thoát được. Và chúng ta thấy cái sự định tội đã đến trên con người. Chúng ta xem tiếp cái câu số 8. Lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn Aram và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy là do tội lỗi mà Adam và Eva đã phải chạy trốn. Là khi ông hai ông bà chạy trốn thì hai ông bà đã bị cái sự mặc cảm tội lỗi. Từ cái định tội nó dẫn đến cái sự mặc cảm và xa lắm Chúa. Cho nên thông qua giá chuộc là huyết của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta hãy dạng diện đến gần ngay ân điển để chúng ta được thương xót. Cảm ơn Chúa là chúng ta ngày hôm nay qua Chúa Giê-xu mà Ngài xóa cái sự mặc cảm tội lỗi khỏi chúng ta. Nhưng dẫu vậy, không phải ai trong chúng ta cũng biết, hay là ai trong chúng ta tin Chúa Giê-xu cũng biết rằng Chúa đã gánh tội cho chúng ta và cái sự mặc cảm tội lỗi phải được xóa đi. Đa phần Satan nó che cái điều này, nó che khỏi sự hiểu biết của chị em, để chị em thấy rằng là mình tội xứng đáng lắm, cái tội của mình xứng đáng lắm, mình chịu hình phạt như vậy xứng đáng lắm. Nhưng mà quên một điều rằng gì? Có một đấng gánh thay. Cái tên cướp bên thập tự giá, cả hai tên, một tên thì thách thức Chúa, còn một tên thì nói rằng là tội chúng ta xứng đáng với việc chúng ta làm. Như vậy thì cái tên thứ hai đó nhận biết cái tội của nó, nhưng mà nó không phải tự định tội, và nó nhìn lên Chúa và nó nói rằng gì? Khi nào Ngài vào nước của Ngài thì Ngài nhớ đến tôi. Trong khi nó nói với tên kia là gì? Người này không có tội. Cho nên cái sự mặc cảm tội lỗi chúng ta phải xử lý nó. Chúng ta có nhiều cái cách xử lý. Có người thì nhận biết tội nhưng mà không hề ăn năn. Rồi có người thì nhận biết tội, khắc phục nó nhưng mà muốn người khác được tôn trọng chính mình, cũng giống như sau lên. Rồi có người phạm tội thì khắc phục nó nhưng mà dùng chính mình như là Chúa của mình và xử lý chính mình, hay là thay mặt Chúa để tự định tội mình như là Judas Iscariot, là ông từng thắt cổ thừa tướng. Rồi có người thì nhận biết cái tội lỗi của mình, cũng có mặc cảm tội lỗi nhưng chạy đến với Chúa để xin sự tha thứ như là chính Phi-e-rơ. Và chính cái điều thái độ như của Phi-e-rơ thì Chúa Ngài đã hài lòng về điều đó. Cảm ơn Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta không có để cái sự định tội. Từ chỗ cái sự định tội dẫn đến mặc cảm tội lỗi, và chúng ta sẽ dẫn đến sự phản nghịch. Nếu chúng ta cứ ở trong sự định tội, cứ ở trong sự mặc cảm tội lỗi, thì dần dần cái sự phản nghịch ở bên trong chúng ta, hay là sự nổi loạn bên trong chúng ta, nó phát huy. Cảm ơn Chúa Giê-xu Ngài đến để Ngài phá bức tường ngăn cách đó. Kinh Thánh nói rằng bởi một con đường mới Ngài mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác của Ngài. Cho nên chúng ta không còn cái bị cái sự đón phạt trong Chúa Giê-xu. Chúng ta có yếu đuối nhưng mà chúng ta lại được Đức Trời nhìn chúng ta qua Chúa Giê-xu, và Ngài kể chúng ta là công chính qua Chúa Giê-xu. Cho nên anh chị em dạng dĩ đến ngay ân điển để chúng ta nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp chúng ta kịp thời. Đừng để bị cái sự lừa dối của nó khiến cho chúng ta càng ngày càng mặc cảm và xa lắm tội lỗi. Nếu ai trong chúng ta vẫn còn bị cái sự mặc cảm tội lỗi và cái sự tự định tội đó, thì ngay bây giờ anh chị em có thể nhân danh Chúa Giê-xu
công bố rằng Chúa, Ngài đã gánh tội lỗi của tôi, Ngài đã xóa nó, Ngài quăng nó khỏi đời sống của tôi. Cho nên tôi không chấp nhận sự định tội, tiếng nói định tội và chức vụ định tội trên tôi. Tôi cũng không chấp nhận cái sự mặc cảm tội lỗi trên tôi. Nhưng tôi đến gần Chúa và tôi bước đi ở trong sự tin kính Chúa, và cuộc sống của tôi là qua Chúa, bởi Chúa và qua Chúa. Chúng ta sẽ không cho phép cái sự định tội đến trên đời sống của chúng ta. Anh chị em có thể công bố điều đó nha, trong danh Chúa sự là công bố. Rồi cái điều thứ hai là hậu quả. Thì chúng ta biết rồi, hậu quả nó là phân cách con người khỏi cái trời, và loài người không còn có sự công chính, tức là công chính như Chúa nữa. Nhưng cái sự công chính của người trở thành cái sự công bình riêng. Rồi loài người bị đuổi khỏi cảnh vườn Ê-đen, tức là đuổi ra khỏi cái sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Bởi vì chỉ có trong Đức Chúa Trời mới có một cái sự trọn vẹn mà thôi. Cho nên khi con người phạm tội thì con người đánh mất, và con người đã ra khỏi cái sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Rồi khi con người phạm tội thì con người đã chuyển đổi hay là giao cái quyền lãnh đạo, cái quyền quản trị cho ma quỷ. Chúng ta cùng xem Luca đoạn 4. Luca đoạn 4 câu 5 cho đến câu số 7. Luca đoạn 4, xin mời cô Thang. Luca đoạn 4 câu 5 đến câu 7. Cô Thang có mở được, có đọc được không? Anh em thấy ở đây là khi ma quỷ nó cũng dùng cái cách phương cách để cám dỗ của chính nó trên Eva, thì bây giờ nó đến, nó đã đem cho Jesus xem mọi nước trên thế gian trong giây phút. Rồi nói rằng ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó. Ta sẽ cho ngươi. Vì nó nói rằng là đã giao cho nó. Đúng rồi, nó nói hoàn toàn đúng. Bởi vì Adam đã phạm tội cho nên ta đã mất cái quyền quản trị. Như vậy thì trong cái sự giao này, nó không phải là giao vĩnh viễn. Nhưng trong sự giao này có sự chuyển giao, có hợp đồng. Và nó đến cái thời điểm của nó hết hợp đồng thì nó sẽ chấm dứt. Đó là cái ngày mà Chúa dùng đại quyền đại vinh của Ngài xuống để tiêu diệt con rồng và giam cầm nó trong hồ lửa đời đời. Chúa Giêsu thì đấng đã đến và Ngài thông qua sự chết của Ngài để lấy lại cái quyền, cái kẻ cầm quyền sự chết. Chúa đã lấy lại cái quyền đó. Cho nên trong Khải Huyền đoạn 1 câu số 17-18 thì Ngài nói rằng bây giờ Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa đã lấy lại cái quyền đó rồi. Cho nên là bất cứ ai tin nhận Chúa thì không còn ở dưới quyền của Satan. Phần còn lại của thế giới chưa tin nhận Chúa thì vẫn còn ở dưới quyền của Satan trong hợp đồng. Nhưng mà những ai tin nhận Chúa Giêsu thì người đó không còn ở dưới cái quyền của Satan nữa. Đó, chúng ta nhìn hiểu được điều này. Vậy thì anh chị em mà có tin nhận Chúa thì chúng ta được dời. Theo như Colossae đoạn 1 câu 13, chúng ta được dời từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của ma quỷ đến với vương quốc của trời, và trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Nên bất cứ một cái tiếng nói lừa dối cho rằng anh chị em không chưa có quyền trên ma quỷ
Đó là cái tiếng nói dối, cái sự nói dối của ma quỷ. Chúng ta cần khẳng định rằng mày là kẻ nói dối. Ta tin nhận Chúa Giêsu thì ta lập tức ta có quyền ở trên người. Chúng ta cần khẳng định như vậy. Ma quỷ nó là kẻ nói dối, cho nên đừng bao giờ tin vào cái lời của nó. Nhưng mà chính chúng ta phải thực hiện được cái chức năng của mình ở trong Chúa. Đó là chức năng mà Chúa Ngài đã lấy lại bằng chính huyết của Ngài. Đó là chức năng của người lãnh đạo, chức năng của người quản trị. Quản trị chính mình, quản trị thế giới này, trong cái thế giới mà Chúa đã giao chúng ta, chúng ta sẽ quản trị. Ma quỷ nó không còn quyền ở trên tôi và chị em nữa. Cho nên nếu nó nói với chúng ta rằng chúng ta không còn công chính, thì anh chị em cần phải tuyên bố ngược lại: tôi vẫn là người công chính trong Chúa Jesus Christ. Anh em không thể nói rằng tôi là người công chính mà không có Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta cần nói rằng tôi là người công chính nhưng mà trong Chúa Giêsu. Bởi vì ngoài Chúa Giêsu chúng ta chẳng có giá trị gì đâu. Ngoài Chúa Giêsu chúng ta chẳng làm gì được. Vậy liên tục anh chị em phải đặt Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ở trong đời sống của chúng ta, trên mọi công việc của tay chúng ta làm, trên mọi suy nghĩ của chúng ta, trên mọi quyết định của chúng ta, trên mọi lời nói tôn cao của chúng ta, đều phải có Chúa Giêsu, danh của Ngài trên hết. Điều thứ ba trong cái hậu quả tội lỗi đó là người bị đuổi khỏi cảnh vườn Eden. Xin lỗi, điều thứ tư là ma quỷ trở nên chủ nhân của thế gian và loài người. Nó được gọi là vua cầm quyền trốn không trung, hay là gọi là thần đương hành động trong các con bạn nghịch. Điều thứ năm, hậu quả thứ năm, loài người nhận bản chất của ma quỷ thay vì bản chất của Đức Chúa Trời. Là một con người được sanh ra trên đất, thì như David nói ở trong Thi Thiên, chúng ta xem 51, Thi Thiên 51 câu số 5: kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Tội lỗi chính là bản chất của ma quỷ. Chúng ta xem ở trong Giăng đoạn 8 câu 44, Giăng đoạn 8 câu 44. Rồi nhờ bó, Lan bó đọc. Anh chị em lưu ý cái phần sau đó. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình. Cái tánh là bản chất. Khi nó nói dối là nó nói theo cái bản chất của nó. Nó vốn là kẻ nói dối mà là cha của sự nói dối. Kinh Thánh khẳng định không có lẽ thật ở trong nó đâu. Cho nên anh chị em thấy, loài người được sinh ra thì có cái bản chất của ma quỷ. Bản chất đó là bản chất nói dối. Bản chất đó là bản chất chống địch lại Đức Chúa Trời. Và nó đã có cái đồn lũy ở trong con người. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 3: nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng và làm cho chúng ta bị dời đổi cái lòng thật thà đối với Đấng Christ. Thì cái ý tưởng đó là đến từ ma quỷ. Đó là ý tưởng gian ác, ý tưởng bị hư. Cái bản chất của ma quỷ đã đi vào trong bản chất của con người. Cho nên bất cứ một cái sự giảng dạy nào mà đem anh em ra khỏi Đấng Christ, tách rời anh em khỏi gốc do thật, thì điều đó là đến từ ma quỷ. Cũng trong câu 4, câu nhì đoạn 11 câu 4: vì nếu có một người khác đến giảng cho anh em một Giê-xu khác, với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh em đã nhận, hoặc một tinh lành khác với tinh lành em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Nhưng tôi tưởng rằng dầu các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu,
tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Về lời nói, tôi giàu là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường. Đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi người. Tôi đã giáo giảng tin lành của trời cho anh em một cách nhưng không hạ mình xuống cho anh em được tốt lên, được cao lên. Vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi có nhận lương hướng vét lấy của hội thánh khác làm giúp việc cho anh em. Khi tôi ở cùng anh em chẳng phải gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả. Và các anh em ở xứ Macedon đến đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Vân vân và một mặt. Đây là cách sứ đồ Phaolô cho hội thánh của Chúa để biết rằng nó có những cái bản chất tội lỗi ở trong con người. Và nếu ai đó mà làm rối trí anh em, để khiến anh em lòng anh em dời đổi cái sự thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ, thì đó chính là những cái kẻ bị cái mưu trước của ma quỷ lừa dối. Và chúng ta thấy ngày hôm nay rất nhiều điều này, rất nhiều, kể cả có những người học về Chúa, họ cũng có thể lừa dối anh chị em. Nhưng mà để cái sự giảng dạy nào mà làm sao để anh em càng yêu mến Chúa hơn, càng đến gần Chúa hơn, anh em càng được vui mừng ở trong Chúa hơn, anh em được kết nối với Chúa hơn, anh em được biết mình ở trong Đấng Christ cái địa vị của mình là cao trọng dường nào, để chúng ta chống lại tất cả mọi mưu trước của ma quỷ. Và chúng ta biết rằng chúng ta đang loại bỏ được khỏi cái sự áp đặt cái tư tưởng của ma quỷ ở trên loài người, và cái bản chất đó được thay đổi. Bản chất của ma quỷ được thay đổi, chúng ta nhận được bản chất của Đức Trời. Thứ sáu, cái điều hòa thứ sáu là tư tưởng loài người đi lạc khỏi sự trọn vẹn và bắt đầu suy nghĩ không đồng lòng với ý muốn của Đức Trời. Cho nên sứ đồ Phaolô đã nói ở trong đoạn 10 đó, con tôi nhất nhì đoạn 10 câu 5 câu 6: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên cùng sự hiểu biết Đức Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vân phục Đấng Christ. Anh chị em nào, chính Phaolô rao giảng lời của Chúa để làm gì? Để bắt hết những cái ý tưởng, những cái lý luận, sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự lý Đức Trời. Và bắt hết những cái ý tưởng đó làm gì? Để làm tôi vân phục, tôi này là tôi tớ, để làm tôi tớ vân phục Đấng Christ. Điều thứ bảy, sự chết đến trên thuộc linh và cả thực thể, như chúng ta đã nói từ ban đầu. Trong sự chết, người chết. Như vậy thì một người khi sanh ra thì một người đang ở trong sự chết, tức là bị phân cách khỏi cái trời. Chúng ta xem ở trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 19. Giăng Nhất đoạn 5 câu 19. Giăng Nhất đoạn 5 câu 19. Rồi xin mời Nhất Tâm. Nhất Tâm có đang nghe máy không? Nhất Tâm có đang học không? Ok, rồi. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian phục dưới quyền của ma quỷ. Nói cách khác, khi chúng ta được sanh ra ở trên đất này, loài người được sanh ra đều ở dưới quyền cai trị của ma quỷ. Cho nên tự nhiên, chúng ta tự nhiên là họ ở trong cái sự tôi mọi, họ ở trong cái sự gọi là có cái một cái tư tưởng chống lại Chúa một cách lạ lùng đó. Dường như không có ai dạy, nhưng mà tự ở trong lương tâm, dù nhận biết Đức Chúa Trời, như trong Roma đoạn 1 thì có nói rõ là gì, trong cái lương tâm của họ nhận biết có Đức Chúa Trời, nhưng mà họ lại làm tôi tớ cho sự nát, họ lại thờ hình tượng, họ dùng những cái điều của điểu thú côn trùng để mà họ thật lại. Là vì sao? Họ ở dưới cái quyền của ma quỷ. Cho nên ma quỷ nó điều khiển người ta.
Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ma quỷ nó không thể điều khiển chúng ta được. Người thế gian cho giống người khôn ngoan cỡ nào để chăng nữa thì họ vẫn bị ở dưới quyền của ma quỷ. Anh chị em biết đấy, họ vẫn ở dưới quyền của ma quỷ. Kể cả họ là nhà bác học, kể cả họ có nhiều lãnh đạo của cả một quốc gia, nhưng họ lại thờ những điểu thú côn trùng. Họ quỳ lại trước người chết, họ quỳ lại trước những cái tượng hư không, và họ không hề biết hiểu biết. Họ nghĩ rằng làm điều đó là họ đang có một cái đời sống tôn cao một cái vị thần. Đúng, họ đang tôn cao vị thần nhưng mà không phải thần. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta không còn ở dưới quyền đó. Con người sa ngã khỏi sự công chính thì con người ở dưới cái quyền đó. Nên nếu anh chị em mà tôi là người đã tin nhận Chúa rồi, chúng ta nếm về sự ban cho của từ trời, về đạo lành của trời và quyền phép đời sau. Nếu chúng ta vấp ngã thì không còn khiến chúng ta trở lại ăn năn nữa. Chúng ta sẽ trượt dài ở trong cái con đường tội lỗi và chống nghịch lại Chúa Trời. Và hơn ai hết, nếu chúng ta có một cái sự từ chối hay là nổi loạn với Chúa, thì anh chị em thấy được rằng cái sự kinh khủng của một người vốn đã biết Chúa nhưng mà khi họ phản loạn thì nó thật là kinh khủng. Trong lịch sử của Hội Thánh có rất nhiều người phản loạn. Chúng ta chỉ có thể đọc thấy có Judas Iscariot phải không? Nhưng mà chúng ta sẽ xem thêm để coi chúng ta sẽ còn nhiều cái người mà phản loạn nghịch lại với Chúa. Chúng ta xem Timôthê nhì đoạn 4 câu 9 câu số 10. Hãy cố gắng đến cùng ta cho kiếp, vì Đê Ma đã lìa bỏ ta rồi tại người ham hố đời này, và đã đi qua thành Tê-xê-ni-ca. Cơ-rết-xen đi trong xứ Ga-la-ti, còn Tít thì đi trong xứ Đa-ma-ti rồi. Rồi chúng ta xem thêm ở trong câu số 14. Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm, tùy theo công việc hắn Chúa sẽ báo ứng. Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả chúng ta. Chúng ta qua Giăng 3. Giăng 3 từ câu số 9. Tôi viết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Diotrep là kẻ ưa đứng đầu hội thánh, không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên nếu tôi đến, tôi sẽ bới những việc của ông ta làm, những điều lời hiểm độc của chúng ta, nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa. Mà ai lại muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi thánh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Hãy làm điều lành thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm dữ điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Đây chúng ta thấy rằng có những con người vốn đã từng hầu việc Chúa, nhưng mà họ làm gì? Họ lại có một cái tư tưởng chống nghịch. Đó chính là họ đã để cho cái quyền lực của ma quỷ chi phối và khiến cho cái bản chất của ma quỷ được phát triển trên đời sống họ và chống lại Chúa. Chúng ta qua cái chủ đề, xin lỗi, cái ba la mã trong chủ đề ba. Loài người được khôi phục là sự công chính. Loài người được khôi phục là sự công chính. Thì thứ nhất đó là Adam thứ hai. Chúng ta cùng xem Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15. Cô-rinh-tô nhất chương 15. Từ câu 45 cho đến câu 47 mà nhất tâm đọc. Con thứ nhất chương 15 câu 45 đến 47.
Amen. Và chúng ta lưu ý ở trong câu 45 Adam sao hết, hay là Adam, Chúa Giêsu được gọi là Adam thứ hai. Người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sao hết là linh ban sự sống. Như ta mơ, như ta tắt cái mic này. Adam thứ nhất thì là nên linh hồn sống. Chúng ta vẫn giữ côn tô nhất đoạn 15 ở đây. Anh em mở ra ở trong Sáng Thế Ký chương 2 câu số 7. Jehovah Đức Chúa Trời bèn nắng bụi đất, lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sanh khí vào lòng mũi, thì loài người trở nên một loài sanh linh. Như vậy trong Côrintô thứ nhất chương 15 thì Adam thứ nhất là nên linh hồn sống, tức là khi Chúa tạo dựng cái thân thể của Adam thì Chúa ngài hà sanh khí vào, và từ khi ngài hà sanh khí vào thì loài người trở nên một loài sanh linh, trở nên một loài sanh linh. Và chúng ta xem coi Đức Chúa Trời đã đặt tên loài người là gì. Ở trong đoạn 2 thì anh chị em thấy rằng khi mà ngài tạo dựng nên hình người, rồi ngài hà sanh khí vào lỗ mũi và khiến cho con người trở nên một loài sanh linh, tức là linh hồn sống. Câu 15 thì Đức Giê-hô-va Đức Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Ở đây chưa có cái tên, ngài chưa có đặt cái tên, nhưng qua đoạn 2 câu số 18 trở đi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng lên loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Đến ở đây thì cái từ danh xưng Adam được nói tới. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời dựng nên, tạo dựng nên con người thì Chúa có đặt tên cho con người. Chúng ta xem đoạn 5 câu số 2, Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 2. Tôi đọc luôn cả câu 1, câu 2 để anh em dò nhé. Đây là sách chép dòng dõi của Adam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người thì ngài làm nên loài người giống Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên đặt tên là người. Điều này nó có một cái gì đó mà chúng ta sẽ thấy giữa cái từ gọi Adam và cái từ đặt tên là người. Như vậy Đức Chúa Trời ban đầu ngài đặt cái tên nó là người. Thì cái từ người này trong tiếng Hebrew nó là Adam. Từ Adam, trong tiếng Adam, từ Adam này nó hay còn gọi là để bày tỏ sự sống hay là bày tỏ huyết. Như vậy cái từ Adam nó không nói về cái hình thức bên ngoài, nhưng mà từ Adam này hay là từ người này đó nói về con người bên trong. Vậy thì Adam được tạo dựng ban đầu giống ảnh tượng trời, đó chính là con người bên trong. Và Adam thứ nhất là trở nên linh hồn sống, đó là khi Đức Trời ngài nắng lên hình người, rồi ngài hà sanh khí vào. Ngài hà sanh khí, nếu như không có sanh khí của Đức Chúa Trời thì cái hình hài này nó không thể hoạt động được. Cho nên khi con người tắt hơi đi thì cái ta nói gì, là thân thể nó trở về bụi đất y như nguyên cũ. Còn thần linh hay là Adam trở về với Đức Trời đấng đã ban nó. Adam ban đầu là trở nên linh hồn sống khi được hà sanh khí, hay là sự sống của Đức Trời vào trong cái bình bằng đất, cái chậu bằng đất. Và khi Đức Trời đặt người ở trong cái chậu bằng đất, để rồi con người trở nên một sinh vật sống.
sống động và được trao cho cái quyền để quản trị công việc của ta chưa? Là con người xa ngã khỏi sự công chính của trời khi đã quyết định nghe theo lời con rắn là ma quỷ. Vậy thì chúng ta ở đây nói rằng Adam sau hết là linh ban sự sống. Adam thứ nhất là trở nên hay là đã trở nên linh hồn sống. Nhưng mà Adam đã bị sa ngã rồi, Adam đã mất cái quyền làm chủ rồi, và chính Adam đó đã làm cho cả loài người phải phạm tội ở dưới sự định tội, ở dưới cái quyền của Satan. Nhưng bây giờ Adam sao hết, tức là Chúa Giêsu là linh ban sự sống cho con người. Nó có sự khác biệt. Sự khác biệt của Adam thứ nhất và sự khác biệt của Adam thứ hai. Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu là Adam, nhưng Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc. Chúa Giêsu là sự sống từ Chúa Trời. Chúa Giêsu là hình ảnh không thấy được của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là con một của Đức Chúa Trời, để đến và chịu chết và đền tội cho loài người, để phục hồi con người trở lại trong sự công chính ban đầu như Đức Chúa Trời vốn Ngài muốn để ban cho Adam đầu tiên. Vậy thì nếu chúng ta không có Adam thứ nhì thì chúng ta không có sự sống. Bởi vì chỉ có Adam thứ nhì mới mang sự sống chúng ta. Nói cách khác, nếu chúng ta không tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình thì chúng ta không có sự sống. Chúng ta chỉ có Adam thứ nhất, đó là trở nên linh hồn sống. Nhưng mà Adam này đã mất cái quyền làm chủ. Vậy thì ngoài Chúa Giêsu ra không có một ai có thể ban sự sống thật cho tôi và chị. Bởi vì Ngài chính là thần ban sự sống hay là linh ban sự sống. Có Ngài chúng ta có sự sống. Có Ngài chúng ta được tha thứ. Có Ngài chúng ta được phục hồi. Trên đây là cái chương trình của Đức Trời. Ngài đã thiết lập một chương trình để khôi phục lại sự công chính và mối thông công trở lại cho con cái loài người thông qua Chúa Giêsu Christ là linh ban sự sống. Và Adam thứ hai đây chính là con Chúa Trời, là Chúa Giêsu. Ngài đã đến và gieo cái hạt giống của sự sống vào trong loài người của chúng ta. Bất cứ ai tin nhận Ngài thì chúng ta nhận lấy hạt giống từ Chúa Trời đó. Chúng ta xem lại ở trong Giăng Nhất đoạn 3 câu số 9. Giăng Nhất đoạn 3 câu 9. Rồi xin mời Vũ. Xin mời Vũ đọc Giăng Nhất đoạn 3 câu 9. Sự phân biệt giữa một người sanh theo xác thịt và sanh theo Đức Chúa Trời. Một người sanh theo xác thịt thì chỉ có Adam thứ nhất mà có sự sống trên đời sống, nhưng mà không phải nhận được linh ban sự sống. Cho nên cái người mà được sanh bởi Đức Chúa Trời là người có hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong mình. Cho nên khẳng định một điều rằng tôi và chị em tin nhận Chúa Giêsu có nghĩa là tôi và chị em đã tiếp nhận cái hạt giống không hư nát ở trong chúng ta. Hạt giống đó là từ trời, đó chính là Chúa Giêsu. Hạt giống đó ở trong chúng ta, và chính hạt giống đó sẽ khiến cho chúng ta không thể cứ phạm tội. Ở trong nguyên nghĩa nó là gì? Không thể cứ phạm tội. Trong bản dịch chúng ta là không thể phạm tội được, nhưng mà trong nguyên nghĩa là không thể cứ phạm tội. Đúng ra thì con người bề trong khi tin nhận Chúa thì con người bề trong nó không phạm tội, nhưng mà cái con người xác thịt thì nó vẫn còn có tội lỗi, nó vẫn còn yếu đuối, bởi vì nó bị bán. Và bây giờ nó được lớn lên, nó được biến đổi để trở nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của Đạo. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đã có Adam thứ hai, đó là đã ban sự sống chúng ta, đó chính là con của Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh nói gì? Người nào có một đứa con thì có sự sống. Chúng ta xem ở trong cũng Giăng Nhất đoạn 5. Giăng Nhất đoạn 5 câu 11 và câu
11 đến câu số 13. 11 đến câu 13. Rồi, xin mời cô Thang. Cô Thang có thể đọc được, xin mời cô Thang. Dân Nhất đoạn 5 câu 11 đến câu 13. Dạ, tôi đang mời cô Thang. Ở đây cô Thang đọc ạ. Cảm ơn chị Nhung. Và tôi muốn tất cả anh chị em đều đọc bình thường. Cô Thang có nghe được máy không? Dạ, cô Thang đứng đọc gần máy chút xíu ạ. Cô Thang đọc nhỏ quá, không nghe được. Dạ, tôi mời Mai Dương ạ. Mời chị Mai Dương. Amen. Như vậy thì thông qua cái câu này chúng ta thấy rằng là chúng ta là người tin đến danh con của Đức Chúa Trời. Và ở trong câu 11 có lời chứng ấy là Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Như vậy thì Đức Chúa Trời đã ban một cái hạt giống sự sống, được gọi là linh sự sống, hay là linh ban sự sống. Và linh ban sự sống này, nếu như chúng ta không tiếp nhận, đây là cái phương cách của Đức Chúa Trời Ngài cho con người. Phương cách ban đầu Đức Chúa Trời hà sanh linh vào trong con người để con có sự sống, qua Adam thứ nhất. Bây giờ cái phương cách đó con người đã làm bị hư rồi. Thì bây giờ cái cách của Đức Chúa Trời là Ngài ban linh sự sống đến. Mà Kinh Thánh nói gì? Sự sống đó ở trong con Ngài, tức là Chúa Giê-xu. Cho nên bất cứ ai muốn có sự sống này thì chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống này, thì chúng ta mới nhận lấy sự sống thật. Còn cái sự sống kia nó là tạm bợ. Cho dẫu sự sống kia bị mất đi thì chúng ta vẫn có sự sống này. Nói cách khác, chúng ta ở trên đất có mấy chục năm và sự sống kia mất đi thì chúng ta có linh mang sự sống, hay là thân mang sự sống đó. Mà sự sống đó ở trong con Ngài bằng cách là gì? Tin đến danh con một biết trời. Giữa câu 11 và câu 13 thì chúng ta có câu 12. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Trời thì không có sự sống. Và chúng ta thấy cái điều mà Kinh Thánh giống như là chơi chữ. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, nhưng ai không có Con Đức Trời thì không có sự sống. Như vậy chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu có nghĩa là chúng ta có Đức Chúa Con. Chúng ta tin đến danh của Ngài, chúng ta nhận được cái hạt giống sự sống. Nhưng mà ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Như vậy chúng ta cần Con Đức Chúa Trời, đó chính là lời của Đức Chúa Trời, liên tục để ban cái sự sống, sức mạnh thuộc linh, để chúng ta có thể bước đi, hoạt động ở trong thế gian này một cách mạnh mẽ. Mà chính lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự sống mạnh mẽ, như lời Chúa ở trong Dân Nhất đoạn 2 câu số 14 phần B: hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi làm mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Anh em thấy rất là đặc biệt ở đây phải không? Cho nên có những người nói là tôi tin Chúa là tôi được sự sống, đúng không em? Nhưng anh chị em nếu không ăn nuốt lời của Chúa Trời thì sao? Giống như đứa con được sanh ra, nó có sự sống, nhưng nó không có uống sữa, nó không ăn dặm thì nó không lớn lên. Nó bị, nếu như nó không ăn dặm, không uống sữa, nó sẽ bị suy dinh dưỡng và nó sẽ chết. Cho nên không phải Chúa Ngài lấy mạng sống chúng ta lại, nhưng mà chính chúng ta khi tiếp nhận Chúa, chúng ta cần phải ăn nuốt lời của Chúa Trời. Ngài đã trao linh sự sống chúng ta, Ngài đã trao hạt giống sự sống chúng ta, thì chúng ta cần phải được ăn nuốt lời Chúa. Chúng ta cần chăm sóc những người mới tin nhận Chúa, để họ bắt đầu họ ăn nuốt lời Chúa. Có thể lúc đầu họ ăn ít,
dần dần họ ăn nhiều hơn và bắt đầu sự sống Chúa ở trong đời sống của người đó. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà anh chị em có con Đức Chúa Trời không? Chúng ta có Đức Chúa Con rồi, nhưng chúng ta có con Đức Chúa Trời mỗi ngày không? Chúng ta có ăn nuốt lời Chúa mỗi ngày không? Chính sự ăn nuốt lời Chúa đó chính là linh lương nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng ta được lớn mạnh ở trong Chúa. Amen chị em. Như vậy chúng ta hiểu được Adam thứ hai rồi phải không? Đó là linh ban sự sống. Điều thứ hai đó là kết quả của việc mà khôi phục lại sự công chính. Cái kết quả thứ nhất đó là chúng ta trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời như ở trong Côn Tô Nhi đoạn 5 câu 21. Điều này không phải đợi chúng ta phải cảm nhận nhưng mà chúng ta phải tin. Tin rồi nó sẽ đến. Tin rồi chúng ta sẽ thấy. Điều thứ hai, chúng ta trở nên sự công chính khi tin vào Chúa Giê-xu và điều Ngài làm cho chúng ta. Chúa, Ngài đã hoàn tất cái công việc đó cho chúng ta rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ nhận thôi. Nếu chúng ta đã đọc xong sách Ê-phê-sô thì anh chị em sẽ thấy được cái giá ở trong tấm Christ rất là quan trọng. Chúng ta sẽ tìm thấy được ở trong tấm Christ chúng ta có gì. Chúng ta mở cái Ê-phê-sô đoạn 1 đi. Rồi bây giờ tôi mời anh chị em mở ra Ê-phê-sô đoạn 1. Chúng ta sẽ xem từng câu để chúng ta coi chúng ta có gì trong tấm Christ. Mời cô Trang Cao xin đọc câu số 3. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Amen. Như vậy chúng ta có thể nói như thế này: trong Đấng Christ, trong Đấng Christ tôi được Đức Chúa Trời xuống phước cho tôi đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời. Cái phước hạnh thiêng liêng này nó không nói về vật chất, nhưng phước hạnh thiêng liêng này nó bao gồm tất cả những cái sự vui mừng, sự bình an, sự sung mãn, năng lực, quyền phép, sự sức giàu, ân tứ, ân điển, quyền năng của Đức Chúa Trời từ trời ban cho chúng ta trong Đấng Christ. Ở đây Kinh Thánh nói là đủ. Cái phước hạnh thuộc linh nó khác với phước hạnh thuộc thể. Phước hạnh thuộc thể chúng ta nhận, chúng ta sử dụng rồi hết. Nhưng phước hạnh thiêng liêng hay phước hạnh thuộc linh nó trở thành một cái nguồn phước để đem lại sự thành công, sự thịnh vượng và sự phước hạnh thuộc thể cho tôi và quý bà chị. Sự sức giàu từ thiên đàng sẽ đến trên những người ở trong Đấng Christ. Tại vì sao? Vì Chúa Giê-xu Ngài là đầu và Chúa Giê-xu được Đức Chúa Trời sức cho Ngài bằng thánh linh và quyền phép một cách không chừng mực để Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành những người mà bị ma quỷ ức hiếp. Như vậy trong Đấng Christ, anh chị em và tôi có quyền công bố rằng gì? Con đã có những cái phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Rồi anh chị em có cái nhu cầu gì phước hạnh về thiêng liêng, Chúa sẽ đáp ứng cho phước hạnh thiêng liêng đó. Anh em cần bị sức giàu để rao giảng, Chúa sẽ ban cho phước hạnh thiêng liêng đó là cái sự sức giàu trong rao giảng. Anh chị em cần những ân tứ thuộc linh để có thể hành động trong chức vụ của chị em thì Chúa sẽ đổ phước hạnh thiêng liêng cho chị em. Anh chị em cần những cái ân tứ về chức vụ của sự khuyên bảo, của sự gây dựng chăm sóc thì Chúa sẽ ban ơn cho anh chị em để anh chị em có thể nói theo cách của Chúa chứ không phải nói theo cách của mình. Đa phần chúng ta bị ân trí và chúng ta bắt đầu sổ ra những cái gì của mình chứ không phải chúng ta lắng nghe để nhận phước hạnh thiêng liêng của Chúa. Điều này chúng ta phải tập lắng nghe để chúng ta có thể nói những gì mà ngay lúc đó Chúa muốn chúng ta nói. Cái tâm trí cũ của chúng ta nó đã bị in trí thì anh chị em không có để ý đến cái phước hạnh thiêng liêng mà Chúa muốn đổ lên chúng ta. Thì khi chúng ta nói, chúng ta nói nguyên thuyên, nói thao thao bất tuyệt. Và dường như đó là điều rất là tưởng như rất là hay,
Nhưng mà thưa anh chị em, nó mang hạnh. Và tôi nói với chị em rằng, bước đi với Chúa, chúng ta phải học giống Đấng Christ. Nó là luôn luôn không có khoe mình, mà khoe Chúa ra mới là cái điều mà đáng làm. Chúng ta làm được cái điều gì đó thì hãy cảm ơn Đức Trời vì Ngài đã dùng con, hay là bởi Ngài mà con có thể làm được, bởi ân điển của Ngài, bởi sức lực của Ngài, bởi tình yêu của Ngài, bởi sự sức dầu của Ngài, con mới có thể làm được. Học cái sự khiêm nhường này, học ở Đấng Christ, vì Đấng Christ Ngài có cái sự khiêm nhường và nhu mình. Cho nên chúng ta dẫu có cái phước hạnh thiêng liêng như lời hứa, nhưng anh chị em không phải tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và nhận được phước hạnh thiêng liêng đó để thực hiện nó ở trong chức năng trong đời sống. Những sự cũ qua đi, bỏ đi những điều cũ, bỏ đi những kinh nghiệm cũ, bỏ đi những thành công cũ. Đừng khoe mình nữa. Phaolô nói là cái sự khoe mình là chẳng qua tại mình thôi, tại mình muốn khoe mình thôi. Khi anh chị em bắt đầu khoe Đấng Christ ra, thì lúc bây giờ phước hạnh thiêng liêng chỉ có trong Đấng Christ, thuộc về Đấng Christ, vì Đấng Christ Đức Chúa Trời mới đổ xuống được. Và trong tất cả các lớp học, các khóa học, thì tôi đều nhắc nhở điều này. Chúng ta loại bỏ cái sự khoe mình ngay. Chúng ta loại bỏ cái sự hơn thua, cái sự kiêu ngạo ngầm ở trong cái tâm trí chúng ta rằng tôi hơn người khác. Chúng ta loại bỏ ngay thì anh chị em mới có thể nhạy bén trong Đấng Christ và nhận được những cái điều thiêng liêng mà Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ cho chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta rất thích dạy đời lắm. Chúng ta rất thích lên lớp người khác. Và nếu chúng ta vẫn còn giữ những điều đó, thưa anh em sẽ không có kinh nghiệm cái phước hạnh thiêng liêng này. Bởi vì cái phước hạnh thiêng liêng nó không phải là chúng ta chủ động để chúng ta có, nhưng mà do cái sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên khi anh chị em càng lệ thuộc vào cái sự dẫn dắt, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nhận được cái phước hạnh thiêng liêng, và nó chuyển tải đến, bày tỏ qua đời sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta tưởng rằng, hoặc là người khác tưởng rằng đó chính là anh chị em có khả năng đó, nhưng trên thực tế thì chúng ta cũng giống nhau thôi, cũng là xác thực. Cho nên sự ban phước thiêng liêng của Chúa thông qua Chúa Jesus Christ sẽ được ban cho nếu chúng ta thật sự tôn cao Đấng Christ, thuộc về Đấng Christ và ở trong Đấng Christ. Anh chị em sẽ thấy như vậy. Điều thứ hai, chúng ta xem ở trong câu số 4. Tôi mời thầy Sương ạ. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4. Dạ tôi mời thầy Sương, chị Nhung ơi. Dạ. Dạ. Anh em thông cảm nha. Chị Nhung lật Kinh Thánh nhanh. Tôi muốn rằng mọi người đều được có cơ hội đọc Kinh Thánh. Và tôi muốn anh em đang thức hay anh em đang ngủ nữa. Cho nên là nếu trường hợp mà người đó không thể đọc được thì tôi sẽ mời người khác. Tôi ngày xưa tôi cũng thích mở đọc Kinh Thánh, tôi mở rất là nhanh và tôi rất thích đọc Kinh Thánh. Khi mà học Kinh Thánh, tôi rất thích đọc Kinh Thánh. Nhưng ở đây tôi muốn anh em cùng nhau luyện, chúng ta nâng nhau với nhau lên. Để có người đọc nhanh, có người đọc chậm, chúng ta sẽ nâng lên với nhau. Cho nên chị Nhung thông cảm tôi nhé. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đã làm nên thánh không chỗ trách được. Sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời làm nên thánh không chỗ trách được cho những ai thuộc về Đấng Christ. Sự làm nên thánh không chỗ trách được
cho những ai thuộc về Đấng Christ. Có nghĩa đây là một kế hoạch hoàn hảo. Có nghĩa là trong Đấng Christ, bất cứ ai được bước vào trong cái thông công, trong Đấng Christ, được tháp vào trong Đấng Christ, thuộc về Đấng Christ, thì người đó được Đức Chúa Trời kể hay là được làm nên thánh không chỗ trách được. Nó không phải tùy thuộc vào sự hoàn hảo, cái kế hoạch hay là cái hành động của chúng ta. Không chờ chúng ta đủ tốt để được rồi Đức Chúa Trời Ngài kể chúng ta là thánh khiết. Nhưng Ngài đã kể tất cả những ai không tùy thuộc vào đẳng cấp của xã hội, không tùy thuộc vào tôn giáo, không tùy thuộc vào hàng rào giáo phái, không tùy thuộc vào sự học thức cao hay là thấp, nhanh hay là chậm, khôn ngoan hay là khờ dại. Nhưng mà những ai bước vào trong Đấng Christ, tin vào Đấng Christ, tháp vào Đấng Christ, đều được Đức Chúa Trời kể đó là một người thánh khiết không chỗ trách được. Điều này sẽ khiến cho không một ai xin công bình riêng, nhưng mà luôn luôn biết tạ ơn Chúa bởi tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta qua câu 5. Bây giờ tôi mời chị Nhung này. Câu 5, xin đọc câu số 5, Ephesos đoạn 1 câu 5. Mời chị Nhung ạ. Câu 6 luôn ạ. Amen. Chúng ta thấy ý ở đây, cái phần cuối là trong con yêu dấu của Ngài, hay nói cách khác, trong Đức Chúa Giêsu Christ, thì sao? Ngài định trước cho chúng ta trở nên con nuôi của Ngài. Trong Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài định chúng ta trở nên con nuôi của Ngài. Tại sao gọi là con nuôi? Bởi vì chúng ta không có ở trong giao ước với Abraham. Abraham được chọn và Ngài đã thiết lập một tuyển dân cho riêng Ngài. Để chi vậy? Chúng ta vẫn giữ Ephesos đoạn 1 ở đây và chúng ta cùng mở ra Xuất Ai Cập ký đoạn 19. Xuất đoạn 19, xin chúng ta đọc câu số 6. Xuất đoạn 19, xin lỗi, câu 5 luôn, câu 5 và câu số 6. Xin mời chị Trang, Lâm Mỹ Trang. Xuất đoạn 19, câu 5 và câu 6. Yeah. Ở đây là trở nên một đứa thầy tế lễ và thành một dân tộc thánh, dân tộc thánh, nhưng mà dân tộc thành cho ta. Chúa muốn biệt riêng, tách biệt dân Israel ra khỏi thế gian để dân Israel trở thành riêng cho Ngài. Nó giống như vậy. Biết bao nhiêu cô gái tôi nhìn thấy, tất cả những cô gái đều đẹp. Chị Nhung ơi, chị Nhung tắt giùm cái máy. Có nhiều cô gái tôi thích, cô gái nào cũng đẹp hết. Nhưng mà cuối cùng thì tôi chọn được một người.
và tôi yêu thương người đó, và tôi đến gần và tôi muốn tách biệt người đó ra khỏi tất cả những người khác. Và cô gái đó cũng có biết bao nhiêu người nam khác theo đuổi, nhưng mà tôi yêu thương người này cho nên là tôi muốn tách biệt người này ra, và tôi sẽ không cho phép ai đó có thể đến gần với cái người mà tôi yêu, để người đó thuộc riêng cho tôi. Cũng vậy đó, Đức Chúa Trời Ngài chọn trong muôn người, để Ngài chọn một người, từ một người đó Ngài chọn ra một dòng dõi, để một dòng dõi đó lại riêng cho Ngài, để trở thành một nước thầy tế lễ, để trở thành một dân tộc thánh cho Ngài. Cho nên vì sao cái thánh này Đức Chúa Trời ham, xin lỗi, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ham mến chúng ta, nó là ghen tương là như vậy. Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn chúng ta được biệt riêng ra. Cho nên cái dân tộc đầu tiên đó là Chúa Ngài biệt riêng để thành một nước thầy tế lễ và một dân thánh cho Ngài. Chúng ta xem thêm câu kinh thánh khác. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu số 9. Tôi mời chị Hà. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9. Chúng ta thấy ở trong Cựu Ước thì Chúa biệt Giê-ru-sa-lem thành một riêng, dân riêng cho Ngài. Nhưng mà Tân Ước thì nó là anh em là dòng giống được lựa chọn. Để gì? Để trở nên thầy chức, thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Chúa. Như vậy cái sự chọn lựa của trời trên Israel đó là cái sự ưu tiên. Cũng như trong Lê-vi-ký đoạn 20. Lê-vi-ký đoạn 20. Câu 24 và câu 26. Rồi xin mời Anna. Lê-vi-ký 20 câu 24 và câu 26. Câu 26. Amen. Chúng ta là Chúa phân rẽ dân Israel khỏi các dân, để dân Israel thuộc về một dân tộc riêng cho Chúa. Nhưng mà chúng ta biết lý do gì tại sao phải ngày hôm nay chúng ta gọi là chúng ta là con nuôi của Chúa. Anh chị em xem vào trong Roma đoạn 11. Câu 25. Roma đoạn 11 câu 25. Mời Bình ạ, anh Bình. Xin mời Mỹ Hòa. Roma đoạn 11 câu 25. Dạ, yeah. Amen. Khi đọc câu này anh em có suy nghĩ gì về vấn đề chúng ta là con nuôi? Quả thật đó là một ân huệ cho chúng ta. Nếu Israel, dân Israel không cứng lòng thì sao? Chúng ta không có cơ hội phải không?
Như vậy đừng bao giờ chúng ta khoe mình, lên mình kiêu ngạo, nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời luôn luôn phải mang lấy cái tâm tình gọi là cảm ơn Chúa vì con được phục vụ Ngài, cảm ơn Chúa vì con được có cơ hội để con giảng phúc âm cho người này tên Chúa, cảm ơn Chúa vì con được phục vụ trong đền thờ của Chúa bằng sự ngợi khen, con cảm ơn Chúa vì con được đánh đàn, con cảm ơn Chúa vì con được thăm viếng chăm sóc, con cảm ơn Chúa vì con được dâng hiến. Đừng bao giờ chúng ta nói làm gì, không có tôi là hội thánh đó là tan rã, không có tôi là không có hầu việc ai hầu việc Chúa được, không có tôi thì không bao giờ hội thánh được phục hưng. Không. Chúng ta phải mặc lấy cái tâm tình biết ơn, bởi vì chúng ta là con nuôi, nhưng mà chúng ta được đặc quyền của con trưởng. Anh chị em thấy không? Đó là cái điều cực kỳ là quý giá ở trước mặt Chúa. Hebrews đoạn 12 câu 28. Xin mời Bình. Hebrews đoạn 12 câu 28. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được dự phần trong vương quốc không rung động. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài bởi vì con được chọn. Cảm ơn Ngài, Chúa ơi, bởi vì Ngài đã cho con được dự phần trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Những cái tôi được hạ xuống hết anh chị. Tôi giỏi hơn người khác, tôi tài năng hơn người khác, hạ xuống hết. Hạ hết trước tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết, chỉ biết cảm ơn để phục vụ. Một khi nào cái tôi này được hạ xuống rồi, chúng ta mới thấy được cái giá quý của việc chúng ta là con nuôi của Chúa. Chúng ta không còn kiêu ngạo, không còn khoe mình, chúng ta không còn sức sượng nữa chị em, chúng ta không còn khinh dễ anh em của mình nữa, nhưng mà chúng ta cứ càng tiến bước lớn lên ở trong Chúa, lớn lên trong ân điển của Ngài, lớn lên trong sự công chính với Ngài, là chỉ nói một điều này: Chúa ơi, con cảm ơn Ngài bởi vì Ngài cho con có cơ hội để con được phục vụ Ngài, Chúa, mà phục vụ Ngài đó chính là phục vụ anh chị em. Và khi tôi nghĩ đến điều này, thật sự tôi rất xúc động anh chị. Và tôi có một cái sự cảm nhận rất là đặc biệt, bởi vì cớ rằng là Chúa, sao Ngài yêu con quá vậy Chúa? Đang là con mẹ bị chết mất rồi, nên con không được chuộc, mà được chuộc mà chẳng những thế mà Ngài còn cho chúng ta được dự phần trong công việc của Ngài nữa. Thì quả đây là một cái điều kỳ diệu và kỳ diệu vô cùng. Bởi vì Chúa Jesus nói là: em ơi, các con ơi, các con hãy mang lấy tập của ta mà học theo ta, vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường. Chính Chúa Jesus Ngài hạ xuống cho đến chết, thậm chí chết thập tự giá, để rồi Ngài nâng lên, Ngài được nâng lên, và khi chúng ta ở trong Ngài, chúng ta được dự phần, được kế nghiệp, trở làm con, được kế nghiệp, được phục vụ, được Chúa ban cho những điều cao trọng để chúng ta phục vụ Chúa. Thì có gì đáng để chúng ta khoe mình chứ? Paulo thì nói là tôi khoe về sự yếu đuối của tôi, nhưng mà qua đó thì Đấng Christ được cả sáng trong mình. Cảm ơn Chúa. Tôi thật, ngày xưa tôi ghét ai nói chúc thở cảm ơn Chúa. Thở là chúc là cảm ơn Chúa. Tôi ghét lắm. Đó, cái bà kia hở chúc bà cảm ơn Chúa, cái ông kia hở chúc cảm ơn Chúa. Bước vô hội thánh bắt đầu cái ông cảm ơn Chúa tới. Nhưng mà
thì tôi đã cảm nhận được cái tình yêu của Đức Chúa Trời trên tôi. Thì bây giờ tôi nói cảm ơn Chúa nhiều hơn bạn. Không có một lý do nào mà chúng ta không cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn những cái phước hạnh Chúa đổ chúng ta đã làm rồi. Nhưng có bao giờ anh chị em cảm ơn Chúa vì con được có cơ hội, Chúa cho con cơ hội để phục vụ không? Cảm ơn Chúa ngài cho con cơ hội để cùng ngồi nhau với nhau để con học lời của Chúa không? Cảm ơn Chúa vì ngài cho con buổi sáng con mở mắt ra con còn sống để con có thể đọc lời Chúa, để có thể ca ngợi Chúa, hòa nguyện cùng thiên nhiên để cất lên tiếng hát để ca ngợi Chúa. Cảm ơn ngài. Phaolô thì khuyên chúng ta là hãy thêm cái sự tạ ơn vào, thêm cái sự tạ ơn vào mỗi ngày. Nếu tìm ra được lý do để cảm ơn thì anh chị em đang lớn lên ở trong ân điển của Chúa. Còn chúng ta không có biết gì để cảm ơn Chúa thì chúng ta còn đang ở ngoài hàng lang, chúng ta chưa có kinh nghiệm một cái sự tươi mới. Trở lại Ê-phê-sô, tôi khích lệ anh chị em nếu đã đọc Ê-phê-sô rồi thì chúng ta hãy cầu nguyện theo Ê-phê-sô. Trong Đấng Christ con được cái gì, con được cái gì, chúng ta cầu nguyện công bố này. Tôi dẫn chứng thêm một câu nữa để em thấy trong Đấng Christ chúng ta được cái gì. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 và câu 8. Mời Hậu Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 và câu 8. Amen. Trong Đấng Christ, trong Đấng Christ chúng ta được chuộc bởi huyết của Ngài. Ở đây trong Đấng Christ chúng ta được trả một cái giá. Huyết của Đấng Christ là giá chuộc. Và khi chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta ở trong một vương quốc vinh hiển được bảo vệ. Dù cho anh em có xin huyết của Chúa bao phủ hay không xin huyết của Chúa bao phủ thì anh chị em đã được huyết Chúa bảo vệ tuyệt đối, vì chúng ta đã có cái dấu vết của Đấng Christ ở trên đời sống của mình. Cho nên chúng ta cần có một cái sự tin quyết rằng con được chuộc một lần duy nhất, đủ và đời đời bằng huyết của Chúa Giê-xu. Và nên đừng lấy huyết của Chúa làm trời. Rồi con được tha tội theo sự dư dật của ân điển của Ngài. Anh chị em nhớ ân điển của Chúa là dư dật chứ không có thiếu nha. Cả Cựu Ước và Tân Ước đều có ân điển dư dật. Chúng ta xem ở trong Ê-sai đoạn 55 câu 7. Ê-sai 55 câu 7. Dạ, xin mời Phước ạ. Mời Hữu Phước. Amen. Chúng ta thấy ở trong Cựu Ước đó là Ngài tha thứ dồi dào. Ngài tha thứ dồi dào. Rồi ở trong 54, Ê-sai 54 câu 10, dầu núi dời, dầu đôi chuyển thì lòng nhân từ của đa ta đối với người cũng không dời khỏi người. Phước ơi tắt cái mic. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời là cái lòng nhân từ đó chính là ân điển của Chúa dư dật trên chúng ta. Và chúng ta xem thêm câu nữa ở trong Thi Thiên 45. Mời Mỹ Dương ạ. Câu 1, câu 2.
Mỹ Dương. Thi Thiên 45 câu 1 câu 2. Rồi mời Hồng Ân. Hồng Ân đâu rồi? Không, tôi muốn mời chị Nhung. Tôi đã nói lần này chị Nhung đừng đấy nữa, đang rất là cô chị làm như vậy tôi rất là phiền luôn đó. Hồng Ân có đâu mà cô then. Rồi Hồng Ân đọc. Thi Thiên 45 câu 1 câu 2. Amen. Chúng ta thấy về ân điển của Đức Chúa Trời dư dật, cũng như trong cái câu chìa khóa mà chúng ta đọc ở trong Roma đoạn 5 câu 17 đó, là chúng ta nhận sự công chính và sự ân điển của Đức Chúa Trời cách dư dật để chúng ta mới có cái quyền để cai trị ở trong sự sống của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nè, chúng ta được tha thứ theo sự dư dật của ân điển của Ngài. Vậy tôi xin hỏi chị em, ân điển của Đức Trời có giới hạn không? Dạ, ân điển của Đức Trời không giới hạn. Cho nên ở trong Hebrew đoạn 4 câu 16 nói chúng ta hãy vững lòng đến gần ngay ân điển, bởi vì tại đó chúng ta nhận được ân điển và sự thương xót của Chúa. Cảm ơn Chúa. Ân điển của Chúa dư dật để chúng ta có thể yêu thương, có thể tha thứ, có thể nhịn nhục, có thể khiêm nhường, có thể hạ mình. Tất cả đều là bởi ân điển của Chúa Trời. Rồi Ngài ban chúng ta mọi thứ khôn ngoan thông sáng để khiến chúng ta biết những sự mầu nhiệm của ý muốn của Ngài. Cho nên ở trong cái phần thứ ba La Mã này, chúng ta thấy là cái kết quả chúng ta được khôi phục trở lại trong sự công chính. Đây là một cái món quà đặc biệt mà Chúa Ngài trao cho chúng ta ở trong Đấng Christ. Chúng ta được giải phóng ra khỏi cái bản chất của ma quỷ để chúng ta mặc lấy bản chất của Đức Chúa Trời, là bản chất thánh khiết một cách tuyệt đối. Và chúng ta cần tin cậy để chúc phước cho những cái bản chất đó lớn lên ở trong chúng ta. Và khi chúng ta đã ở trong Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ được phục hồi lại năm cái phước hạnh chính đầu tiên mà Đức Chúa Trời dành cho con người là gì? Thứ nhất là tất cả mọi tốt lành chúng ta sẽ nhận được. Thứ hai, chúng ta được sanh lại trong Thánh Linh. Thứ ba, chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. Thứ tư, chúng ta có quy quyền trên ma quỷ. Thứ năm, chúng ta có sự sống đời đời. Đây là những cái điều mà chúng ta phục hồi lại. Thay vì từ Adam thứ nhất chúng ta bị mất, thì bây giờ Adam thứ hai chúng ta được lại một cách hoàn toàn. Và tôi khích lại anh em một lần nữa, Ephesos đoạn 1 hay là sách Ephesos là sách mà đầy dẫy những giá trị thuộc linh liên quan về những điều mà chúng ta nhận được, có được ở trong Đấng Christ. Anh chị em cầu nguyện theo Ephesos thì anh chị em sẽ thấy sự ban phước của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta tạm kết thúc cái bài số 3, chủ đề 3 của chúng ta ở đây. Bây giờ chúng ta cầu nguyện nha. Bây giờ tôi mời chị Nhung cầu nguyện.